Lâu ạ, lời đầu tiên thì ban tổ chức chúng em xin được gửi tới quý thầy cô, các anh chị lời chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Chúc tất cả học viên K07 đón nhận thật là nhiều giá trị từ khóa học ạ. Vâng, nếu như mà quý thầy cô, các anh chị đã nghe được lời chào mừng của em rồi thì tương tác vào ô chat cho em xin số 5 ạ. Vâng, như vậy là thật là tuyệt vời ạ. Chúng ta đã kết nối được các điểm cầu với nhau rồi ạ. Cảm ơn các thầy cô, các anh chị rất là nhiều ạ. Kính thưa quý thầy cô, thưa các anh chị phụ huynh, NLP Power cũng như là Setup Education chân thành cảm ơn quý thầy cô cũng như là anh chị đã đăng ký và tham gia chương trình đào tạo kỹ năng coaching dành cho thầy cô và ba mẹ A07. Vâng, và em rất là vui là người đồng hành cùng với quý thầy cô và anh chị. Em xin được giới thiệu, em là Thảo. Thảo thì nghĩa là cỏ và họ của em là 100kg ạ. Có nghĩa là em là Thảo Tạ. Mặc dù vậy thì em chỉ nặng 50kg thôi ạ. Dạ vâng. Vâng, thầy cô cứ gọi em là Thảo Tạ là được rồi ạ. Thưa thầy cô, các anh chị, như vậy là bao nhiêu ngày mong đợi ngày khai giảng khóa học cũng đã đến rồi. Và trong thời gian ngắn ngủi, cả lớp đã được tương tác rất là nhiều trong nhóm Zalo. Mặc dù vậy thì chúng ta chưa một lần được gặp gỡ cả lớp. Và điều em Thảo rất là mong muốn đầu tiên chính là cả lớp chúng ta hãy cùng nhau bật camera lên ạ. Hãy bật camera của mình lên để chào nhau bằng nụ cười năng lượng nhất của ngày mới ạ. Vâng, chúng ta hãy bật camera của mình lên ạ để chúng ta nhìn thấy nhau, chào nhau bằng nụ cười ạ. Vâng, xin được cảm ơn thầy cô, các anh chị rất là nhiều. Hiện nay thì ban tổ chức chúng em vô cùng biết ơn các ý kiến đóng góp xây dựng phản hồi tích cực của quý thầy cô cũng như là phụ huynh để góp cho quy trình khóa học phù hợp hơn rất là nhiều ạ. Trên tinh thần phụng sự cộng đồng, nhân buổi khai giảng hôm nay thì ban tổ chức chúng em một lần nữa xin được lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của thầy cô cũng như là anh chị. Và em xin được mời đại diện là cánh tay nào giơ lên đầu tiên ạ. Dạ vâng, em đã nhìn thấy cánh tay đầu tiên, xin mời chị Hồng Hạnh ạ. Vâng, với một nụ cười tỏa nắng luôn ạ. Vâng, rất là tuyệt vời. Xin được cảm ơn chị Hồng Hạnh đã đến với lớp học ạ. Vâng. Vâng, em chào chị Hạnh. Chị Hạnh ơi, chị ở quê ở tỉnh nào và chị làm nghề gì ạ? Dạ, lời đầu tiên cho phép em được xin chào thầy, cô Tà Thị Thủy Thảo cùng tất cả quý thầy cô có mặt trong phòng Zoom ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Lê Thị Hồng Hạnh, em đến từ Hải Lăng, Quảng Trị ạ. Ôi, thật là tuyệt vời ạ, nghe giọng của chị Hạnh em rất là mê. Và chị Hạnh ơi, em cũng là cô giáo giống chị nè. Và em nhớ tới giọng của mấy chị Thiết Minh tại thành cổ Quảng Trị. Thực sự là giọng của chị Hạnh, em cũng thấy như thế, rất là truyền cảm này, rất là nội lực. Đặc biệt là khi đến thành cổ Quảng Trị thì em nhớ về lời của các chị Thiết Minh về trận chiến, ví dụ như là 81 ngày đêm năm 1972 chẳng hạn, đúng không ạ? Vâng. Dạ. Có gần thành cổ Quảng Trị không ạ? Dạ, nhà em ạ là cách thành cổ Quảng Trị tầm 10 cây. Cho nên nếu quý thầy cô nào ở trong phòng Dung mà về Quảng Trị thì em xin nguyện làm hướng dẫn viên du lịch để dẫn mọi người đi khắp Quảng Trị ạ. Ok, là tuyệt vời ạ. Em đã đến di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị là 2 lần rồi và em rất là mong là sẽ có dịp đến lại vùng đất tâm linh này. Và hy vọng là sẽ được ghé thăm nhà cô giáo Hạnh ạ. Vâng, dạ, em rất là sẵn sàng để chào đón tất cả các quý thầy cô ạ. Vâng, lúc đó thì chị em chúng ta sẽ hàn huyên nhiều hơn đúng không ạ? Dạ. Vâng, dạ, vâng chị Hạnh ơi, tại buổi khai giảng hôm nay ấy, thì vâng, cô giáo xinh đẹp đã giơ tay chia sẻ đầu tiên. Vậy thì câu hỏi đầu tiên dành cho cô giáo chính là cái rào cản nào của cô khi tới khóa học này ạ? Cô có thể chia sẻ không ạ? Dạ, em xin chia sẻ với cô Tà Thủy Thảo cùng tất cả quý thầy cô ạ. Thì khi mà tham gia khóa học này thì em cũng đã chuẩn bị cái tư tưởng và sắp xếp mọi thứ. Nhưng mà về phía bản thân em thì cũng gặp rất là nhiều rào cản. Bởi vì là em là giáo viên đó chị. Thì việc sắp xếp thời gian vào học á, học dậy sớm, mình chưa có thói quen. Bởi vì giáo viên thì phải soạn giáo án. Bây giờ thì dịch Covid như thế này á, thì bọn em là vừa phải online vừa phải offline, có nghĩa là song song.
ai ép không thì cứ nghỉ dạy trực tuyến, còn không thì cứ lên lớp, cho nên cái khối lượng công việc rất là nhiều. Để mà sắp xếp thời gian vào học thì quả thực là một thách thức. Với bản thân em là một ba mẹ bỉm sữa nữa, em có ba đứa con. Còn em hiện tại thì đứa nhỏ thì 6 tháng bắt đầu ăn dặm, cái công việc nó rất là bốn bề luôn. Cho nên là cái việc mà thức ngủ sớm và thức sớm thì lại là một trong những cái thách thức lớn nhất đối với em. Cho nên em có hai cái khó khăn, đó là sắp xếp thời gian vào học và thói quen dậy sớm ạ. Dạ vâng. Vâng, có lẽ là cái việc bước ra khỏi giường vào lúc sáng sớm không phải là điều dễ dàng đúng không ạ? Thậm chí đối với những người đã quen thuộc với nó rồi thì cũng thỉnh thoảng là không thể cưỡng lại được cái sự quyến rũ của giấc ngủ. Con ngủ cả đêm rồi mà thức dậy sớm như thế này là thực sự là thách thức lớn luôn ạ. Vâng, tuy nhiên thì dậy sớm ví dụ tập thể dục này, hít thở không khí một cách rất là thoải mái của một ngày mới đúng không ạ? Chúng ta cảm thấy sẽ rất là nhiều năng lượng, hay là nhâm nhi một tách trà nóng. Cái việc dậy sớm thì mang đến rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe, giúp cho chúng ta hạnh phúc hơn này, vui vẻ hay là làm việc hiệu quả hơn. Vâng, có một số phép bằng chứng cho rằng là não bộ của con người hoạt động ở mức độ cao nhất vào buổi sáng sớm. Như vậy thì khi dậy sớm chúng ta sẽ duy trì được trạng thái thư giãn thoải mái suốt cả ngày, và khóa học kỹ năng coaching dành cho thầy cô và ba mẹ được lựa chọn vào khung giờ là 4:30 đến 6:30, khung giờ chính là lựa chọn đặt trên lợi ích tốt nhất dành cho tất cả các học viên. Bao nhiêu các cô thấy điều này là hoàn toàn đúng thì có thể là cho chúng em số 9 vào chat được không ạ? Cảm ơn cả lớp rất là nhiều ạ. Vâng, và câu hỏi thứ hai em muốn dành cho cô Hạnh đó chính là: cô giáo đã cùng thức dậy và cùng ở đây với cả lớp, vậy thì cô giáo Hạnh còn băn khoăn điều gì không ạ? Thức dậy sớm mà hôm nay thấy cái năng lượng của Phong Nhung rất là tuyệt vời như thế này thì chắc là em cảm thấy rất là hạnh phúc và sẽ duy trì cái thói quen này dậy sớm mà hơn để nhận được nhiều điều tốt đẹp từ cuộc sống. Nhưng mà em vẫn còn băn khoăn á, là do khóa trước á thì được thực hành chia nhóm cột đèn nhị thánh đó cô Thảo. Nhưng mà khóa K07 này thì không có, mà tất cả các anh chị em là mình cùng học chung một nhóm Zalo thôi, nhận thông tin rồi học tập ở đó rồi cùng nhau gọi là nâng cao cái năng lực tự học ấy. Và cái khóa học này em cũng thấy có rất là nhiều cái điều hay, điểm mới rất là hay. Nhưng mà tuy nhiên thì do nói thật khá thật với cô Thảo là do em nhiều việc quá, đôi lúc là không cập nhật cái thông tin kịp thời trong Zalo á, cho nên là đôi lúc là có những cái thông tin là phải cứ hỏi đi hỏi lại ban tổ chức, cho nên là em cũng cảm thấy là khó khăn ở cái điểm này thôi ạ. Vâng, cảm ơn cô Hạnh rất là nhiều. Nhân đây thì em chia sẻ với cô Hạnh như này ạ: tại sao lại không có cốt để nhị thân, rồi tại sao không chia nhóm nhỏ nữa đúng không ạ? Còn thì ban tổ chức mong muốn là như này ạ: tất cả các thầy cô chúng ta sẽ thực hành trực tiếp với các học trò của mình. Chúng ta có một lượng lớn học sinh, vậy thì tại sao chúng ta không thực hành với các em học sinh của mình, và đặc biệt với con của mình? Tất cả các phụ huynh, chúng ta hãy thực hành những cái điều được học từ khóa học này với chính con của chính chúng ta. Đó là điều tuyệt vời nhất đúng không ạ? Đồng thời nữa là rèn cho tất cả chúng ta có cái năng lực tự tạo động lực, rèn kỹ năng coaching cho bản thân mình. Và nếu như chúng ta muốn thực hành chuyên sâu hơn thì và chuyên nghiệp hơn về coaching, thì em Thảo bật mí với lại tất cả lớp, đó là thầy cô các anh chị sau khi học xong khóa coaching skill này thì chúng ta có thể đăng ký học tiếp tục khóa NLP Practitioner được đào tạo bởi tiến sĩ Khiêm Viễn. Đó là lớp chuyên sâu hơn với khóa này. Vâng, để không làm mất nhiều thời gian của cả lớp, ban tổ chức chúng em cũng đã bàn bạc rất là nhiều và lựa chọn ra được cái quy trình học tập kết hợp trên nhóm Zalo. Tất cả các quy trình đó xin mời các thầy cô cũng như là cô Hạnh, các anh chị phụ huynh, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về tất cả quy trình của khóa học coaching skill này trên nhóm Zalo nữa để học tập hiệu quả nhất được không ạ? Cô Hạnh thân mến ạ, nếu như dành một phút nữa dành cho cô Hạnh ạ, một phút nữa thôi á, thì cô giáo Hạnh sẽ chia sẻ điều gì nữa? Vâng. Dạ thì em có rất là nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng mà do thời gian có hạn chỉ được một phút thì em cũng chia sẻ một câu chuyện như thế này. Đó là em nghe được thông tin của các quý thầy cô thôi. Đó là khi mà nói đến khóa học coaching skill thì nghe cái tên là rất là lạ rồi. Bởi vì đối với giáo viên bọn em thì cứ nghĩ mình là giáo viên thì không cần phải học nữa. Nhưng mà bây giờ phải học coaching, cho nên không biết là coaching là cái gì, học để làm gì và là như thế nào. Nhưng mà thực ra thì cũng nhạt lắm.
cô giáo rồi là nhiều khi là ỷ lại y sức y rất là lớn, không muốn học đâu, nhưng mà do là nề mấy ông anh làm hiệu trường á giới thiệu khóa học rồi động viên là cứ vào học đi, vào học là nhận rất là nhiều giá trị, rất là tuyệt vời. Rồi là thêm nữa thì được các bạn leader trong ban tổ chức các chị gọi điện này, rồi là nhắn tin này, chúng là nhiệt tình tỉ mỉ lắm để hướng dẫn, cho nên là cũng cố gắng vào học để xem như thế nào. Vâng, cảm ơn cô giáo Hạnh rất là nhiều với những chia sẻ rất là chân thành cũng như là những câu chuyện rất là đời thường, đúng không ạ? Và có lẽ rằng là tất cả thầy cô các anh chị chúng ta chung cảm xúc này, đúng không ạ? Vâng, nếu mà chúng ta có chung cảm xúc này có thể và tương tác ở chat cho chúng em số 3, đúng không ạ? Vâng. Vâng, và tất cả những cái băn khoăn này ạ, xin mời thầy cô cũng như là anh chị phụ huynh hãy đồng hành một cách chuyên cần đủ 8 buổi trong khóa học ạ. Chắc chắn em Thảo tin rằng chắc chắn tất cả chúng ta sẽ có lời giải đáp thỏa đáng nhất và giá trị nhất từ tiến sĩ Khiêm Nguyễn ạ. Em một lần nữa xin được cảm ơn cô Hạnh rất là nhiều. Thưa các thầy cô cũng như là các anh chị phụ huynh, trước khi đến với nội dung chính của buổi đào tạo hôm nay thì em Thảo xin phép được chia sẻ một câu chuyện về Bác Hồ kính yêu. Chúng ta đều biết rằng là Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, trong bất kỳ vị trí này hay hoàn cảnh nào thì Bác của chúng ta luôn luôn là tiên phong mẫu mực, giản dị và tiết kiệm. Và tiết kiệm thời gian của Bác thì không chỉ là tiết kiệm cho mình đâu ạ, trong các cuộc họp hay gặp mặt mà còn không để lãng phí thời gian cho mọi người nữa ạ. Tại một cuộc họp, Bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến để bắt đầu khai mạc. Bác có hỏi là chú đến chậm mấy phút? Thưa Bác, cháu đến chậm mất 10 phút ạ. Chú tính thế không đúng. 10 phút của chú phải nhân với 500 người đợi ở đây. Vâng, thưa quý thầy cô các anh chị, như vậy là với cách tính của Bác Hồ thì chúng ta sẽ tính như thế nào ạ? 500 người chờ đợi nhân với 10 phút của một đồng chí cán bộ đến muộn, và 50 nhân với 10 sẽ bằng 5.000 phút, đúng không ạ? Và 5.000 phút chúng ta sẽ chia ra bằng bao nhiêu tiếng ạ? Bao nhiêu tiếng ạ? Các thầy cô hãy tương tác với chat cho em là bao nhiêu tiếng ạ? Vâng. Đó, vâng, những con số đã đang được nhảy lên bao nhiêu tiếng ạ? 82 tiếng. Vâng, vâng, như vậy có nhiều không ạ? Thưa các thầy, anh chị học tập và làm theo lời Bác thì ban tổ chức khóa Coaching Skill rất mong muốn thầy cô, anh chị chúng ta thực hiện đảm bảo đúng quy trình của ban tổ chức đã truyền thông trong nhóm Zalo, đó là về thời gian này, về tất cả các bước để chúng ta tham gia khóa học như thế nào. Điều này thì ban tổ chức đã truyền thông rất là nhiều trong nhóm Zalo rồi. Rất là mong các thầy cô, các anh chị chúng ta sẽ đồng hành cùng với chúng em. Ví dụ như là ban tổ chức gửi các thông báo vào nhóm Zalo để chúng ta học tập nghiên cứu trước theo khung thời gian của cá nhân từng học viên. Khi mà có bất cứ thắc mắc gì thì tất cả học viên của cả lớp mình sẽ gửi trực tiếp vào nhóm Zalo, và ban tổ chức có một đội ngũ chuyên sâu để giải đáp tất cả các thắc mắc của thầy cô như là anh chị. Thời gian khóa học thì đã ấn định rồi ạ, đúng giờ thì sẽ tổ chức chúng ta cùng vào lớp theo khung giờ quy định để tránh lãng phí thời gian của nhiều người. Thầy cô anh chị có đồng ý điều này không ạ? Chúng ta thống nhất là 4 giờ thì ban tổ chức mở Zoom để chào đón cả lớp, và 4 giờ 30 là chương trình chính thức bắt đầu, cho đến 6 giờ 30 là chương trình đào tạo chính, và thời gian còn lại sẽ là thời gian để dành cho thầy cô anh chị cùng chia sẻ những cái băn khoăn trăn trở, cần giải đáp thắc mắc gì đó thì trực tiếp tiến sĩ Khiêm Nguyễn sẽ đồng hành với tất cả thầy cô và anh chị. Để cam kết điều này ạ, các thầy cô, các anh chị chúng ta có thể tương tác vào ô chat cho em số 10. Bao nhiêu thầy cô anh chị đồng hành là chúng ta sẽ vào Zoom đúng thời gian ạ, thì hãy tương tác số 10 vào ô chat được không ạ? Số 10 năng lượng đang được nhảy lên rất nhiều, rất nhanh trong ô chat ạ. Cảm ơn các thầy cô, các anh chị ạ. Và điểm 10 này cũng là điểm 10 chúng em rất là muốn. Đó là điểm để dành tặng cho các thầy cô, các anh chị đã đến với khóa học của NP Power cũng như là Chef Education. Và điểm 10 này cũng là điểm chào đón tiến sĩ Khiêm Nguyễn sẽ đến với buổi đào tạo đầu tiên của khóa học. Vâng, và chúng ta hãy cùng thả tim để chào đón tiến sĩ.
chào tất cả các thầy cô và quý vị phụ huynh. Mọi người nghe rõ Khi Nguyễn thì mọi người comment cho Khi Nguyễn thì rõ nha, nếu mọi người nghe rõ. Ok, hôm nay Khi Nguyễn xuất hiện trong buổi lễ khai giảng này với một cái sự biết ơn sâu sắc cho tới tất cả các quý vị thầy cô đã dành gọi là thời gian sáng ha, sáng sớm rất là sớm luôn, đúng không ạ, để cùng vào đây để cùng tham gia cái lớp học coaching skill dành cho cha mẹ và thầy cô. Đồng thời biết ơn Thảo, cô Thúy Thảo cũng như là ban tổ chức những phía sau, những cái người mà đã tạo nên cái phòng Zoom này, đúng không ạ, và cũng Stop Education đã đứng phía sau và hỗ trợ Khi Nguyễn rất là nhiều. Và Khi Nguyễn trước khi bắt đầu khóa học này thì cho Khi Nguyễn gửi một lời biết ơn tới tất cả mọi người, được không ạ, đã tập hợp lại và tạo nên một cái lớp học mà Khi Nguyễn có cái cơ hội cùng đồng hành với mọi người trong 8 cái buổi sáng, gồm có 4 cái buổi sáng ngày tuần này và 4 buổi sáng tuần sau, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, và tuần sau cũng là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, được không ạ. Và Khi Nguyễn thì ngày hôm nay là ngày khai giảng ấy, thì Khi Nguyễn Khi Nguyễn sẽ bắt đầu vào lúc 4:50, nhưng mà thực tế là ngày mai, từ bắt đầu ngày mai á, thì Khi Nguyễn sẽ bắt đầu vào lúc 4:35, được không ạ, để cho chúng ta kịp cái thời gian cái buổi sáng chúng ta làm mình nhiều việc, vì mọi người có nhiều việc, được không ạ. Ok, mọi người đồng ý không ạ, 4:35 ngày mai, 4:30 thì chúng ta mở cái Zoom, 4:30 cô Thảo sẽ lên chia sẻ một chút, và 4:35 thì Khi Nguyễn sẽ chia sẻ, sau đó Khi Nguyễn chia sẻ tới 6:30 thì sẽ có một người đúc kết dùm cho các anh chị khoảng 10 phút, rồi sau 10 phút đó thì Khi Nguyễn vẫn ở đây để lắng nghe cũng như là đón nhận những cái câu hỏi cũng như cái chia sẻ của những anh chị còn có thời gian để ngồi lại, được không ạ? Alright, là chúng ta thống nhất như vậy nha.